Xin chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn đã trở lại với kênh Huy Hoàng Hạ Long. Hôm nay Huy Hoàng sẽ làm tiếp cái giai đoạn là cái quãng đường thứ ba, đoạn cuối cùng của cao tốc từ Vân Đồn ra đến thành phố Móng Cái. Ở trong hai cái video trước là Huy Hoàng đã làm cái video thứ nhất là cái đoạn từ huyện Vân Đồn ra đến cái trạm thu phí ở thuộc huyện Tiên Yên và nối liền sang bên huyện Đầm Hà. Đây là cái video đầu tiên. Cái video thứ hai, Huy Hoàng làm tiếp từ Đầm Hà ra đến Hà Cối và giáp đến gần thành phố Móng Cái. Và hôm nay thì Huy Hoàng sẽ làm tiếp cái đoạn từ Hà Cối ra đến cuối của cái tuyến đường cao tốc là đến Bùng Binh Bà Mai. Và tiếp một cái đoạn nối nữa là ra đến của Bắc Luân 2 giáp với Trung Quốc. Các bạn cùng Huy Hoàng cùng trải nghiệm, cùng xem cái tuyến cao tốc mới này nhé. Ngoài ra đang ấy để nó giải nhựa, thì mẹ con làm những cái cốt pha con đổ những cái này cũng kinh nhỉ, khá cầu kỳ. Đường xa, đường xa thì cứ đi. Đây này, thật ra đi vẫn được. Cái là cán bên đấy, cả hai bên vẫn phải nhìn nhau. Bên kia nó làm nhiều hơn bên này chút đúng không? Bên làm ít hơn, bên nào cũng đi được. Chỗ này bắt đầu mới đang đổ ở giữa. Hoàn thiện cứ phải tháng nữa. Hôm nay vẫn còn đang còn phèn mà. Xe kỹ thuật thôi, chưa phải là đưa vào hoạt động. Hôm nay còn 24. Đây là cầu Vân Tiên ở trên tuyến cao tốc Vân Đồn Móng Cái các bạn. Hôm nay là Huy Hoàng đã đi được suốt bắt đầu lối từ cái đoạn nối tiếp từ Hạ Long ra Vân Đồn, tiếp từ cái sân bay Vân Đồn vào, Huy Hoàng đã đi theo dọc cái tuyến này ra đến tận có Bắc Luân 2. À, đã đi được dọc theo tuyến cao tốc rồi, chưa được thông xe đâu nhưng mà nhiều chỗ là cũng phải đi vòng lên vòng xuống. Hôm nay là Huy Hoàng đã đi được suốt tuyến thì về Huy Hoàng sẽ làm những cái video, có thể là một cái không hết thì chia ra thành nhiều cái để giới thiệu đến các bạn toàn bộ cái tuyến cao tốc Vân Đồn Móng Cái, dài hơn 80 km đấy các bạn. Còn đây là cầu Vân Yên các bạn nhé, đây là thuộc ở cái khu vực cảng mũi chùa của huyện Tiên Yên. Néo đèo nội suối sẽ con thì mình đi sang bên kia thì tôi nghĩ là đường bên này đi là đúng. À đúng rồi. Hốp cái chỗ máy này lại đi kia mình được vòng bắt. Thì lại vẫn vòng lên lên được. Vòng lên lên được. Mình đi lại chuẩn. Không chuẩn. Mày biết tại sao không chuẩn không? Nên đây anh vòng sang đây. Vì chỗ kia nó có cái gà. Chỗ này nó không có gà. Đấy nó không chuẩn đấy gà. Đoạn này thì đẹp rồi, đoạn này gần như hoàn thiện rồi. Đây là cầu. Kể cả không cầu đi xuống kia cũng gần như hoàn thiện rồi. Nó đang làm rút từ Móng Cái về đấy. Một đèn một điếc thì đường đổ điếc thì có vẻ nó ổn định hơn từ cái giai đoạn mình vừa đi qua. Này thì chuẩn. Bên kia mà chả gà. Cục đứng trước này, leo lên cục thôi, đứng sang leo đèo lên cục.
Trên toàn bộ tuyến 81 km thì còn có hai cái điểm là Huy Hoàng không đi được trên đường cao tốc. Thì đây là cái đoạn đây các bạn đang xem trên hình ảnh, đây là cái đoạn này là cái đoạn cầu đầu tiên nối từ khu vực sân bay Vân Đồn ra ngoài Tiên Yên. Đây vẫn thuộc đất của Vân Đồn. Thì cái cầu này là chưa được đi bên trên, là tất cả các xe đi qua như bọn mình hay là xe hoạt động xây dựng thì đều phải đi bên dưới này hết. Nói chung là cái đoạn này là còn khá dài, chưa được hoàn thiện. Cũng như chúng ta biết là toàn bộ cái tuyến dài từ toàn bộ của tỉnh Quảng Ninh là cái tuyến cao tốc dài nhất Việt Nam mình trong một tỉnh, vào khoảng tầm gần 200 km toàn bộ đường tuyến. Thì sau này chúng ta mà bắt đầu đi từ Hạ Long ra đến Móng Cái thì chúng ta rút được ngắn rất là nhiều thời gian, vì cái tuyến cao tốc mà từ Vân Đồn ra đến Móng Cái này là đang thiết kế với tốc độ là 120 km/h, còn cái tuyến mà từ Hạ Long ra Vân Đồn thì đang trên thiết kế là 100 km/h. Tự nhiên là cái đoạn vừa rồi là của mình là không được ăn, mất thì mất đoạn sau, đoạn này may ra vẫn còn. Thằng này mày thích chơi à? Bên kia có vẻ thấp hơn, hơi vắt sổ tí, hơi vắt chéo tí. Đấy, cái phát này nó không bị ngăn chở cắm sông kìa. Tông đâu mà phun bình phê tông đó. Bê tông có thảm đúng không? Bê tông thế nó phải có xe rõ tàu, nhưng mà xe nó chưa đến. Ủa? Kia đi hẳn sang kia kìa. Chắc thằng này nó nách chỗ này đi á. Có xe bồn đến nữa, đang chở xe bồn chở bê tông đến. Không chở xe bồn đâu, nó phun bê tông. Nó đang đứng chơi. Đang giải nhựa. Xe còn ơ đi, còn chặt vẹo, nó kêu. Nó vẫn phải hàn. Nối vào mẹ. Kìa gà đấy. Đến Móng Cái rồi này. Hết quả đồi rồi đến Móng Cái. Kìa thành phố Móng Cái kìa. Nhìn đi nha. Chuẩn rồi đấy. Xong rồi có cả cái ấy quang ấy, phản quang gắn lên đây nữa này. Và có thể là trồng cây ở có một đoạn này ra đến thành phố thôi đúng không? Nhà lại bắt ra sau này kia. Hai đường này bây giờ giống nhau rồi. Chính xác bây giờ từ đây ra mới là đường đẹp. Chứ còn không có đất, không còn đất đá, không còn đất đá nằm ngoằng nữa. Có nghĩa là nền đường bằng đổ hết rồi. Khi nó trả được cáp thì thôi. Cái là mỗi tội là xe mình gầm thấp có át nổi. Thật thì thế thôi. Thôi là bê tông nó trở lên kia. Là đổ bê tông mà. Cầu
xe nó lung lung thì chỉ sợ tắc đường, sợ không đi được. Xe nó vẫn đang thông thoáng đấy, chả sợ. Nhìn từ xa ấy. Không, xe nó chạy thẳng lên đấy. Đường đường này ngon đấy, chỉ chơi ra mong cái đi một cái rồi cứ đi gọi ra đến tận tận đấy. Này kìa, anh đang mắc tôm nha. Hai bên giống nhau. Này dạng thu phí đầu kia phải không? Chắc chắn điểm út cũng về đường này à? Cũng đi đường này mà đi về. Đường này cũng sướng à, ngoài cái chỗ mình con méo đi đi xuống đường kia máy cứ ăn bồi nhào cũng một cái này này, nhà thờ chắc ổn. Ừ. Rồi ngày trước già rồi. Trông xa cái làn đi vào trạm thu phí có vẻ còn bé bé nhỉ, đúng không? Ủa, đi bên nào đấy? Đi theo cái xe tải kìa. Xe tải. Đi thu hồi mấy anh anh. Đoạn cuối. Kìa, xe con nó đi bên kia kìa. Từ nhìn đằng sau nhá, núi có xe đằng sau á. Vòng sang kia mình vòng từ đường về tháo dây thì ra mà đi sợ xe máy. Xe máy đi thấy ngon đấy, thấy xe máy cứ căng dây à? Ừ mà đi đường dưới, đi đường dưới này cái là căng dây cái gì đấy thôi, bên kia nó lại căng dây tháo dây.
có vẻ xem chừng có vẻ là hết rồi. Hết rồi này. Chính xác. Bắt đầu rẽ đâu là rẽ rồi. Cao tốc. Chính là chỗ này nó phải cái bùng minh to đúng không? Có chứ, giờ nó phải làm. Ừ. Phải làm. Xong bắt đầu rẽ nhiều đường đoạn từ đoạn cuối này lắm. Mà xuống này. Bắt đầu rẽ thành phố, rẽ đi chỗ nào chỗ kia đúng không? Đây coi như là bắt đầu xuống hết đấy đúng không? Này cũng đang bụng binh này, đang vòng vèo linh tinh đây đúng không? Sau này nó sẽ có bụng binh ở chỗ này này. Mình sẽ trái là bây giờ là mình sẽ xuống đâu này? Mình là xuống Móng Cái này. Đây thì nó đứng quay ở đây xem nào. Đây mình quay vòng chỗ bụng binh rồi đi. Quay theo chiều xuôi của nó nhỉ? Ai camera này đang quay cứ mình lượn đi vào cho cái camera này nó lấy được cái chỗ bùng binh vòng tròn đó, đi ra vòng tròn khác đi, lấy cái bùng binh xuống đoạn mút rồi. Xong rồi đi thẳng kia là Móng Cái. Sinh hại quá nhỉ? Thì... có nghĩa là sang bên kia là sang Trung Quốc à? Đến khu vực này là cầu Bắc Luân 2 rồi đây các bạn. Đây là cái điểm chốt cuối cùng, cái đoạn lối dài của cao tốc ra đến cửa khẩu Bắc Luân. Thì tất cả những cái thông tin bên trên, hình ảnh Huy Hoàng đã truyền tải đến với các bạn. Ở cái video này là Huy Hoàng sẽ không đưa cái chi tiết về cái tuyến đường nữa, vì hai cái video trước mà Huy Hoàng cũng đã nói rất rõ rồi về cái vốn đầu tư, rồi cung đường, rồi tất cả mọi cái. Thì các bạn có thể xem ngược lại hai cái video trước của Huy Hoàng, cũng chỉ cách đây một vài ngày thôi. Những cái thông tin bên trên về hình ảnh là sẽ khép lại tới đây. Huy Hoàng cũng sẽ xin chào tạm biệt các bạn. Và Huy Hoàng sẽ tạm dừng video ở vị trí này. Các bạn theo dõi video của Huy Hoàng thấy hay thì ủng hộ cho Huy Hoàng bằng cách là bấm chuông, bấm đăng ký và chia sẻ, và để nhận tiếp những cái video tiếp theo của Huy Hoàng. Cảm ơn các bạn, chào các bạn, hẹn gặp lại.